Xúc tiến 472 đi qua xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, vùng hành lang của đường dây này được bao bọc, xâm lấn bởi các vườn cây keo. Trong đợt mưa lũ cuối năm 2017, các cây keo lớn thường xuyên va quẹt vào đường dây, gây sự cố điện liên tục. Đầu năm 2018, Điện lực Bình Sơn chọn xúc tiến này để xây dựng xúc tiến mẫu, phát quang hành lang tuyến. Tuy nhiên, người dân trồng keo lại không hợp tác bởi vì cho rằng đã trồng cây ngoài hành lang theo quy định nên không cần rong tỉa. Thực tế cho thấy, dù cây keo được trồng ngoài hành lang nhưng vẫn vi phạm về khoảng cách an toàn. Đầu năm 2018, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các xúc tiến mẫu. Trong đó, tháng 2 năm 2018, công ty đã thống kê có gần 600 vị trí cần rong tỉa cây trong và ngoài hành lang theo quy định thuộc địa phận quản lý của 11 điện lực. Để mà giải quyết cái vấn đề này thì chúng tôi cũng đưa ra rất là nhiều cái giải pháp đồng bộ. Trong đó thì năm nay thì chúng tôi thực hiện các cái xúc tiến mẫu. Thì trên xúc tiến mẫu thì chúng tôi sẽ thống kê những cái cây mà nó có khả năng là ngã đổ vào đường dây và sử dụng các cái biện pháp, ví dụ như là chúng tôi thay dây bạc, biện pháp về đầu tư mình thay dây bạc hoặc là nâng cao cái độ cao, hoặc là phối hợp với chính quyền địa phương để mà rong tỉa hạ độ cao của cây. Trong một số trường hợp thì chúng tôi sử dụng những cái giải pháp khác, ví dụ như là bạc dây, hoặc là chúng tôi có cái biện pháp dàn néo để mà không cho cái cây nó ngã đổ đường dây. Tuy nhiên thì trong quá trình thực hiện thì cũng vấp rất là nhiều cái sự cản trở, bởi người dân không hiểu cái biện pháp mà chúng tôi làm. Người dân thì có cái suy nghĩ là khi mà cây đã trồng ở ngoài hành lang thì mặc nhiên là nó đảm bảo có cái điều kiện. Chính vì vậy cho nên chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Khi cây keo ngoài hành lang có chiều cao lớn hơn khoảng cách từ vị trí gốc cây đến đường dây dẫn điện cao áp thì rất dễ ngã vào đường dây khi có gió lốc hoặc do khai thác mà thiếu các biện pháp an toàn. Qua thống kê của ngành điện lực, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 100 trường hợp cây trồng ngã gây sự cố mất điện kéo dài và nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Để thực hiện các xúc tiến mẫu, Công ty Điện lực Quảng Ngãi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. Thế nhưng, việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện hiện đang ngày càng nhiều hơn, từ các công trình, nhà ở của người dân, việc cơi nới đến cả trồng cây trong và ngoài hành lang. Phức tạp hơn khi việc trồng cây của người dân lại tái diễn liên tục sau khi ngành điện đã giải phóng hành lang. Nhiều trường hợp là người dân cố tình lợi dụng vào cái chính sách đền bù và người ta viện dẫn cái chính sách đền bù hiện thời để mà hồi tố lại những cái chính sách trước đây. Bởi vì những cái chính sách đền bù trước đây theo luật thì chúng tôi đã đền bù một lần rồi và chỉ thực hiện cái chính sách đền bù hiện thời đối với công trình là xây dựng mới hoặc là cải tạo thì mới thực hiện cái chính sách đền bù hiện hành. Đã có quy định rất là rõ trong quy định của pháp luật, tức là cái trường hợp mà trồng cây mà khai thác hoặc là để ngã đổ thì đó là trường hợp vi phạm vào hành lang. Và để tránh cái trường hợp này thì người dân phải phối hợp với chúng tôi để làm cái biện pháp rong tỉa để mà đảm bảo rằng khi mà cây nó ngã đổ thì nó không có va quẹt vào đường dây, đảm bảo cái đường dây mang điện an toàn. Việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện không mới nhưng vẫn chưa hạn chế triệt để. Để giảm thiểu tình trạng này, ngành điện đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Đây cũng là nhiệm vụ trọng điểm của ngành điện trong năm 2018, vừa nâng cao cung ứng điện an toàn, liên tục và hiệu quả trên toàn tỉnh, vừa bảo vệ người dân tránh những nguy hiểm có thể xảy ra tại các đường dây 22 kV, 35 kV. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được các xúc tiến mẫu rất cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và cả người dân. Để mà làm được việc này thì không phải chỉ ngành điện làm được, mà đòi hỏi các cấp chính quyền vào cuộc. Xuất phát từ cái nhu cầu là bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, là bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân và đảm bảo an toàn cấp điện trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu của địa phương. Do vậy, chúng tôi đặt ra xúc tiến mẫu là để cái bài toán tổng lực về nguồn lực, về đầu tư, về cái nhân lực để chúng tôi làm. Cũng đề nghị các cấp chính quyền địa phương vào cuộc trong việc là chúng ta cấp đất, các cái hành lang an toàn lưới điện và chừa ra. Chúng ta tuyên truyền cho người dân hiểu về cái các quy định pháp luật trong việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện và cái tác hại của việc vi phạm. Ngành điện chúng tôi sẽ song hành cùng các cấp chính quyền địa phương vận động tuyên truyền người dân để chấp hành. Trong đó từng trường hợp cụ thể thì có đưa ra từng giải pháp để chúng ta đảm bảo cái lợi ích nó hài hòa giữa ngành điện và người dân. Vi phạm hành lang an toàn lưới điện không chỉ đe dọa đến an toàn hệ thống điện mà còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Hầu hết những vụ vi phạm này đều xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về an toàn hành lang lưới điện của người dân sống gần khu vực có đường dây điện chạy qua. Hơn ai hết, chính người dân cần hiểu rõ các quy định hành lang an toàn lưới điện cao áp để vừa tránh việc vi phạm, vừa bảo vệ cho chính mình.